Mến chào tất cả anh em thích nuôi chó trên toàn quốc. Chủ đề của ngày hôm nay là bản tiêu chuẩn cho dân nhà Thảo Phương 2022. Thì mình thấy bên VK người ta có bản tiêu chuẩn, mình cũng xác lập một cái bản tiêu chuẩn để dựa theo cái bản tiêu chuẩn là xác định được con chó nào nó là con chó gọi là tốt nhất. Có điều mình không hiểu đó là từ lúc VK thành lập đến giờ năm 2007 thì cũng 15 năm. Họ tuyên truyền là con chó 15-18 kg của họ là to bằng con bê, như là sách sử cổ xưa người ta ghi chép lại. Mình thực mà tế mà nói thì con chó 15-18 kg làm sao mà nhìn to bằng con bê được, bằng nửa con bê hoặc là 1/3 con bê thôi. Một đứa học sinh lớp 1, lớp 2 nó đã phân biệt được con chó Phú Quốc VK với con B là cái con nào to hơn rồi. Mà cái lý do gì mà hàng nghìn anh em, hàng chục nghìn anh em vẫn tin vào những gì họ nói? Cái này nó giống như là một cái sự lừa đảo có tổ chức của VK phối hợp với các cái chủ trại chó VK để lừa tất cả anh em chơi nuôi chó. Cái thứ hai là sử sách có ghi lại là con chó Phú Quốc cổ xưa thì gan lì dũng cảm của người của chủ, nhưng mà thực tế con chó Phú Quốc VKA thì nó hèn nhát chết mẹ, làm sao mà gan lì dũng cảm đâu mà nói ra nhiều anh em vẫn tin. Cái thứ ba là sách sử cổ xưa có ghi là chó Phú Quốc săn nai săn hươu, mà con chó Phú Quốc VK tiêu chuẩn có 15-18 kg, ốm yếu làm sao mà săn nổi con nai con hươu, con báo con beo con hổ đi săn con hươu con nai còn khó nữa, con chó Phú Quốc 15-18 kg mà săn gì con nai con hươu, săn mấy con chuột, săn mấy con chuột thì đúng hơn. Thì các cái tiêu chuẩn của VK nó không phải là đúng với những cái gì mà sổ sách cổ xưa người ta ghi chép lại con chó Phú Quốc. Cái điều mình không tưởng tượng nổi là tại sao qua 15 năm dài hàng chục ngàn anh em vẫn tin vào những gì họ nói một cách rất là khó hiểu. Thì bây giờ mình phải xây dựng cái tiêu chuẩn cho nhà Thảo Phương làm sao mà trong vòng 15 năm tới là không có ai có thể ý kiến ý cò, và không có ai có thể nói là mình nói dối nói xạo. Thì bản tiêu chuẩn chó dưới nhà Thảo Phương 2022 bao gồm hai loại, một loại là chó dữ, một loại là chó hiền. Thì với con chó dữ, chó dưới nhà Thảo Phương cứ mỗi lần nó cắn một người là nó được cộng một điểm, còn nó cắn chết một con chó bất kỳ loại nào thì nó được cộng nửa điểm. Thì với một con chó dữ chỉ cần hỏi chủ là nó được mấy điểm rồi là xong, con nào 5 điểm là 5 sao rồi. Còn với cái loại chó hiền thì cứ một người khen nó thì được 1 điểm, một người chê nó thì bị trừ 1 điểm. Bao nhiêu người khen, bao nhiêu người chê, cộng trừ nhân chia cũng ra được cái số điểm, chỉ cần hỏi anh chủ chó mấy điểm xong. Cái vừa rồi là mình nói đùa với anh em thôi. Thực tế mà nói, khi ai đó mang một con chó đến để một người nào đó đánh giá thì nếu là tôi sẽ không bao giờ đánh giá. Bởi vì những cái khen chê của mình đôi khi nó làm cho anh chủ chó chán con chó, bất mãn với con chó, sau đó là bạc đãi với con chó. Con chó nó đang có một cái cuộc sống rất là bình thường, sau khi mình khen chê thì nó trở thành một con chó bất hạnh. Không phải là chó mình đẹp mình chê chó người ta, hay là chó mình to mình chê chó người ta, hay chó mình khôn mình chê chó người ta, hay chó mình không hôi mình chê chó người ta này nọ nữa. Điều này là không phải, mà vì cái nhân đạo
nhân quả và cái nhân duyên. Thì tốt nhất á, ai mà hỏi với anh em á, con chó họ như thế nào, anh em cứ nói thẳng là xin phép miễn bình luận là xong. Chứ bây giờ mình cứ nhào ra mình khen rồi mình chê này nọ thì thật sự mà nói á, có con chó nào mà tôi không chê được đâu. Tất cả loại chó trên thế giới bây giờ trừ chó với nhà Thảo Vương thì con nào cũng có mùi hôi. Và những con chó khác là lông nó còn rụng đầy nhà nữa, thì làm sao mà giữ nhà hả anh em? Mọi cái điểm này thôi là loại hết mẹ nó rồi. Chưa nói đến là khôn, quấn chủ, sống tình cảm nữa. Rồi to đẹp gì dũng mãnh này nọ các kiểu nữa, làm sao mà khen mấy cái thằng chó, dòng chó khác được. Nhưng mà ở về cái mức độ là nhân đạo, khi người ta mang bất kỳ con chó nào đến dù nó như thế nào thì mình chỉ cần nói một câu xin phép miễn bình luận, miễn khen chê cũng là xong. Đâu có ai mà kề dao vô cổ mình ép mình khen chê đâu. Còn nói một cách nghiêm túc á, là con cái bản tiêu chuẩn chó với nhà Thảo Phương 2022 nó được tôi ra một cái bản tiêu chuẩn như vậy, anh em xem coi nó đúng hay sai. Thí dụ như con chó của ai đó, chẳng hạn như là của anh em, mà anh em thích nó là nó được 1 điểm, mà nếu mà vợ anh em thích nó nữa nó được 2 điểm, mà con cái anh em á thích nó nữa, cứ một người thích nó là nó được 1 điểm. Thì nhìn cái số điểm đó thôi là biết là con chó nó đẹp hay xấu, tốt hay xấu rồi. Đâu có cần phải tự ban giám khảo chấm điểm. Thằng đàng hoàng không bao giờ đi chấm điểm bất kỳ một con chó của người khác. Ngay cả cái các cuộc thi hoa hậu bây giờ, nhiều cá nhân tổ chức vẫn kêu gọi là dẹp đi, dẹp cái thi hoa hậu trên con người đi. Vì nó đem đi về những cái tiêu cực là chính thôi. Những cái tiêu cực là chính thôi. Gần như 100% các cuộc thi hoa hậu là liên quan tới những cái gì nó tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Nên người ta muốn dẹp bỏ nó đi. Thì con chó mình cũng vậy. Chó mình thì cũng tiêu cực rất là nhiều. Nếu mà mình thành lập các cái ban giám khảo, ban tổ chức, các cái hiệp hội này nọ thì mình cũng sớm muộn trở thành VK thôi. Còn nếu anh em mình ở đây, mình chỉ thích nuôi chó, anh em con chó về mình nuôi, mình chăm sóc để mình tạo thú vui trong gia đình. Được cái nữa là nó bảo vệ nhà cửa là cũng ok rồi. Đâu cần thiết phải mang con chó mình đi cho người ta dòm ngó soi xét chấm điểm. Thật sự mà nói, nguyên cái VKA mà nó tổ chức cái talk show, mình dẫn con chó xịn của mình vô nên tụi nó phải dòm ngó. Nhưng mà khi mà anh em đưa mấy con VKA vô thi thì được, chứ mấy con chó Thảo Phương vô thi cực kỳ khó luôn. Thử hỏi mấy anh em dẫn đi là nó cắn lộn bấy bá hết, làm sao mà ban giám khảo nào mà chấm điểm? Ai mà chấm điểm cho nổi? Chưa nói là ban giám khảo không thể chạm vô người nữa, chạm vô người nó cắn ngay thì làm sao mà chấm điểm? Mà họ nói là con chó dữ quá là bị loại. Đủ mẹ chó hiền của nó, chó lai thì nó đem vô nó chấm. Không có gì ra cái gì. Tốt nhất là không có cái bản tiêu chuẩn nào hết là xong. Anh em thích, anh em nuôi. Bây giờ có ai có lập bản tiêu chuẩn cho vợ con của anh em không? Không. Vợ anh em thương yêu là xong. Chứ có con mẹ gì đâu mà thằng nào đi chấm điểm, thằng nào ra mấy bản tiêu chuẩn làm gì có. Con cái nó cũng vậy, nó ngoan, nó học giỏi, nó vui vẻ, nó sống bình thường vậy thôi là xong. Miễn là sao đừng có bất hạnh là ok, chứ có mẹ gì đâu mà chấm điểm bản tiêu chuẩn. Như vậy nói một cách nghiêm túc là chó với nhà Thảo Phương sẽ không bao giờ có bất kỳ cái bản tiêu chuẩn nào. Và tôi mong rằng những người đang nuôi những con chó như nhà Thảo Phương, dù nó đẹp cỡ nào, dù nó khôn cỡ nào, tánh nết hay bản chất nó như thế nào, cũng đừng có đi chê con chó người khác. Những lời nói của anh em có thể làm khổ con chó đâu. Và anh em thử suy nghĩ xem tôi nói đúng hay tôi nói sai. Nếu tôi nói đúng, mong rằng
những cái gì tôi tuyên truyền cái nhân duyên nhân quả ngày hôm nay sẽ giúp ích cho mai sau. Còn nếu anh em nói là phải tìm ra con chó này nọ các kiểu này sao gái gú mấy anh mấy em không đi kiếm chân dài cao rồi nó giỏi rồi nó giàu rồi nó có cha mẹ nó quyền thế này nọ mấy anh em không đi kiếm vợ mấy anh em như thế nào mà cứ đi chê ba vợ người ta. Không đồng ý, thật sự không đồng ý. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi công việc, mỗi người mỗi gia đình, và chúng ta tìm đến với nhau là vì chung một cái sở thích là thích nuôi chó thôi. Bản thân anh em thích nuôi chó, tôi cũng là người thích nuôi chó. Bản thân anh em thích con chó gọi là tốt nhất xịn nhất thì bản thân tôi cũng vậy. Thì chúng ta bây giờ mới gặp nhau ở đây, tôi nói tôi anh em xem, và nếu được anh em nào cũng mở máy lên quay và nói tôi cũng ngồi tôi xem. Và nếu có cái gì đó hay tôi sẽ rất là đóng góp, còn nếu mà cái gì dở tôi cũng chẳng đóng góp đâu. Bây giờ tôi rất là ngại với cái lùm xùm, trừ những cái đối tượng các cái tổ chức gọi là nó lừa đảo nhiều quá tôi mới lên tôi đọc thứ nó thôi. Thực tế mà nói đó giờ thì tôi đọc cũng sập rất là nhiều tổ chức rồi chứ không ít. Hiện tại thì ngoài VKA tôi còn đụng hai cái tổ chức khác nữa, một tập đoàn, một cá nhân cũng chuyên đi lừa đảo người ta trong cái lĩnh vực trái cây, cái nông sản. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui lấy anh em nuôi con chó mà anh em thoải mái sung sướng, cuộc sống anh em nó ý nghĩa hơn. Và nếu được thì vợ con cũng thích như vậy, hoặc là ủng hộ, hoặc là vẫn có thể là tôn trọng và sở thích của chồng, không ý kiến ý cò là tốt rồi. Anh em thấy John Wick không? John Wick đâu có mang con chó đi thi dog show, championship ship con mẹ gì đâu anh em. Dương Tiễn cũng đâu có đem con chó đi thi dog show, championship ship gì đâu. Nhưng thằng nào đụng vô con chó của John Wick là giết. Nếu anh em nào không biết John Wick là ai thì mình sẽ để cái đường link ở đây. Anh em lên Google tìm về John Wick. John Wick là một người rất nổi tiếng với một con chó. Thì vợ của John Wick thì bị ung thư chết. Và trước khi chết, vợ John Wick đã đi mua một con chó tặng John Wick. Có nói là khi mà em chết thì anh cũng đừng có đau buồn, thì cứ nuôi con chó này để làm cái niềm vui. Thì khi vợ John Wick chết thì John Wick vẫn nuôi con chó theo ý nguyện của vợ, nhưng mà vô tình một hôm thì cái đám cướp nó lại giết con chó của John Wick. Kết quả là John Wick giết hơn 100 người để trả thù cho một con chó thôi. Và cuộc chiến đến giờ mới ra John Wick 3, sắp tới ra John Wick 4. Ông kẹ với John Wick bây giờ bực mình rồi, khả năng người chết nhiều nữa. Còn con chó của Dương Tiễn, đó là Dương Tiễn thì cứu được một con chó thôi. Sau đó con chó nó xin đi theo Dương Tiễn để nó phò, thì Dương Tiễn đồng ý. Thì thầy trò nó đi trừ yêu diệt ma thôi. Vậy thôi chứ đâu có cần mấy ba cái cuộc thi Championship ship và dog show này nọ. Nói chung anh em nuôi con chó ngoài cái niềm vui ra mà nó bảo vệ được, nó giữ nhà được là cũng ok. Nào vô nó gừ, nó sủa, nó cắn quá tốt. Hiện tại thời bình thì mọi thứ nó cũng bình thường, không vấn đề. Nhưng mà vô cái thời loạn lạc, thời chiến là thời gì đó mà nó đụng cái là khủng hoảng nhân đạo. Thì vì có một con chó là rất là tốt trong vấn đề giữ an ninh của gia đình. Và bây giờ tôi xin hết, tôi xin túm lại là sẽ không bao giờ có một cái tiêu chuẩn chó với nhà thảo phương nào hết. Ít nhất cho đến khi tôi còn sống. Mến chào tất cả anh em, cảm ơn anh em đã xem.